thì khi mà nó lội cả Tây cái Tây Bắc luôn á, thì nó làm cho cái người Nam nó tại vì tiếng Ngọ Mão Dầu là cái cung đào hoa, thì khi nó lội cả hai phương vị này luôn á, thì nó làm cho người chủ Nam thì ra ngoài thì gặp nhiều các chị em nó để ý, à, đó không tốt, nó này để lâu thì đào hoa sát thì không tốt. Biết dạy không? Thì giờ bếp chỉ có đưa qua phương vị Tây Nam này là tốt nhất, mà phương vị Tây Nam giờ có nhà vệ sinh rồi. Thì đây vướng lối đi không? Đây vướng lối đi 78 độ đông. Thì toàn bộ cái khu vực này là Tây này. Toàn bộ khu vực phía Tây này nó có ao nước này. Đấy. Thì riêng cái này thì đất nhà người ta đã không có phương án xử lý. Thì may là mình còn đất này. Giờ anh phải lên cái phương án như thế này này. Giờ là cái phương vị Tây á. Khi mà cái phương vị Tây nó có cái ao nước như thế này này mà lại ao tù nữa thì nó rất là gây bất lợi cho cái công việc của mình. Xong nó làm cho người trong nhà nó hay mắc bệnh về đường hô hấp này. Xong rồi người trong nhà nó hay cãi nhau, hay xích mích những việc không đâu vào đâu. Đó, xong rồi năm nay xong hoàng đáo ở Tây nữa thì các vấn đề liên quan đến giấy tờ rồi kiện tụng rồi nó nhiều. Đó. Thì bây giờ đây là đất nhà họ không có phương án xử lý á, thì buộc là anh phải xây cái này này, tường bao lên 3 mét. Xây tường bao lên 3 mét. Bỏ cái mái này đi, tháo bỏ cái mái này đi cho nó trống vào đây luôn, xây tường 33 mét. Thì bên đây là sát đất rồi, thì trong này này, trong trong này thì anh cố gắng đục ra ra cỡ 50 phân á, anh trồng cái cây tre trúc này này, cái giống tre như thế này này, Cái này của hoa là cây giống loại trúc mà nói để chung phải cao như được như thế này, cao lên giống vậy. đúng rồi, anh trồng kín từ đầu này đến đầu này luôn, xây tường 33 mét, trồng kín vào thì để tránh cái khí thủy ở đây thì mới xử lý được, coi như là vẫn có phương án cho nhà mình, thì đó là hóa giải đó. Thì khi nào mình không được ăn tác động bởi cái khí này thì mình lấy được, thì buộc mình xây tường 33 mét và bỏ cái mái này đi, phía sau này mình chỉ để phơi phóng thôi, máy máy giặt thì mình nghiên cứu mình chuyển vào ra đâu bên kia được. Với lại đây này, cái phương vị Tây Nam thì đặt đây thì đúng 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 thời vận rồi, nhưng mà cái khí suối ở đây nó vẫn bốc ra, thì buộc mình phải lắp cái quạt hút mùi á, anh lắp cho nó hút ra 24/24 cho nó thông thoáng, đi ra đi vào đóng cái cửa này lại. Còn cái bếp này nó đang nằm ở Tây Bắc này, cái bếp ở Tây Bắc này thì rất là bất lợi cho người chủ Nam đó, thì nó làm cho cái người Nam nó không may mắn trong công việc, thì khi mà nó lội cả Tây cái Tây Bắc luôn á, thì nó làm cho cái người Nam nó tại vì tiếng Ngọ Mão Dầu là cái cung đào hoa, thì khi nó lội cả hai phương vị này luôn á, thì nó làm cho người chủ Nam thì ra ngoài thì gặp nhiều các chị em nó để ý, à, đó không tốt, nó này để lâu thì đào hoa sát thì không tốt. Biết dạy không? Thì giờ bếp chỉ có đưa qua phương vị Tây Nam này là tốt nhất, mà phương vị Tây Nam giờ có nhà vệ sinh rồi. Thì đây vướng lối đi không? Đây vướng lối đi rồi. Bếp. Bếp để phương vị Bắc này được không? Để cái này được. Được. Vậy để đóng cái kiểu gì, đóng cái khung nhôm để Dạ. bếp là dạ nó đẹp. Ra ngoài đó nấu ở đây làm bàn ăn thôi. Có nghĩa là mình không nấu ở đây. Không nấu cơm ở đây, không nấu ăn ở đây, thì khi nấu ăn thì nó bốc, nấu cơm vậy cái khí thủy nó bốc ở đây thì không tốt đấy. Thì khi mà anh đặt đây thì người trong nhà nó hay mắc bệnh về xương khớp cuộc sống đó, thì buộc mình phải chuyển, thì các cái hệ thống này này giữ nguyên, Chỉ có cái bếp đúng rồi, chỉ với cái cái bếp này cũng điện ra ngoài kia chứ đây được, mà đây không có có chỗ. Dạ. Rồi còn phía trước thì anh mở cái cửa này được không? được được Thì ở thời vận này thì cái phía trước này thì cái khu vực Đông và Đông Nam này nó cần rất là nhiều thủy này, thì cái công việc đầu vào nó mới thuận lợi được. Thì khi cái rạch nước kia mà nước nó lên thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Đấy. Thì mình chỉ lưu ý cái đó thôi. Nhà mình thì phía trước này thì phải bố trí rất là nhiều nước. Giờ tháo cái này lên đem chốt xuống sao. Cái cây này là cái trúc cảnh ra, hiểu không? Giờ trồng Cây này là cái trúc quân tử này, nó chỉ có như thế này thôi, nó không có to đâu. Anh ra anh xin cái tre đó anh đào về anh trồng. Giờ đây làm nuôi cá. Đúng rồi, cái này thì anh làm toàn bộ cái khu vực này, Đông Đông Nam này này. Thì phải có thủy dựng ở khu vực này, từ đầu cổng này luôn này. Cái khu vực này với cái hướng đông này thì nó cần rất là nhiều nước. Đấy, thì mình phải bố Lấy trí được. chậu đi rồi lấy vô chậu nước làm hồ nước nuôi cá. Đúng rồi, nhưng mà anh làm cái thạch thủy bình to á, mẫu thì em gửi cho thì mới được. Phía trước như này là được rồi. Thì giờ chủ yếu tập trung xử lý phía sau thôi.
cái trung cung nó hơi bí bách á, thì anh thường xuyên mở cửa, thường xuyên mở cửa với như các cái mở phong vị cửa này. sổ của trước luôn Đúng rồi, mở cửa bếp sổ ra. bếp mà để đây Đó. bếp Cái bếp sẽ nằm ở khoảng bắc này này, là ngay góc này phải đúng không? rồi, nằm chỗ đó đó. Chị nhỏ bếp này Thì bây giờ anh cái này là chỉ lấy sáng thôi đúng không anh? đúng rồi sáng. Đó, anh chỉ cần lưu ý mấy cái đó thôi. Thì phải xử lý được mấy cái đó mới ổn, nhưng mà vấn nặng nhất là cái phía sau này. Dạ. 1,5 m nữa xong phía trên anh bắn tôn lên tầm 1 m nữa. Thì là tao đưa lên 4 m nữa. Đúng rồi là 4 tao mét. Tao ném đây không đâu có hết được. Để còn phơi độ. Không có nắng lắm. Hướng này nó nóng lắm. Anh cái xe ca đây. Xe đến đây này. Xe đây 3 m nhưng mà cái đoạn này bắn tôn lên, đưa cái tôn này ra. Bắn lên. Là chỗ này nó vẫn phơi bình thường mà. Với lại ban ngày 12 giờ trưa nó vẫn đổ nắng thẳng mà không sợ đâu. Phơi phóng được. Trồng cây ra. Phải trúc đó. Ừ, lấy cái trúc đó, lấy cái trúc cao đó trồng. Thì mới xử lý được cái này. Rồi khi nào thằng này nó lấp đi thì tốt. Mà chắc nó không lấp đâu.